Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 13 tháng 3 trên kênh VTV Tuyên. Quý vị và các bạn thân mến, gió đông và gió đông nam sẽ hoạt động mạnh trở lại, liên tục dồn mây ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với vùng hội tụ gió diễn ra ở nhiều khu vực đối với các khu vực ở Bắc Bộ. Trạng thái nhiều mây, mưa nhỏ, rải rác và sương mù sẽ thường xuyên lặp lại ở khu vực này, thường diễn ra về đêm và sáng sớm và còn duy trì trong những ngày tới. Từ ngày thứ hai của tuần tới, nhiều khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa vừa mưa to, làm cho nhiệt độ giảm xuống từ 1 đến 2 độ tùy từng khu vực. Đối với khu vực Trung Bộ, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ, mưa nhỏ rải rác cũng sẽ gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này từ thứ hai của tuần tới. Đối với khu vực Tây Nguyên, khu vực Nam Bộ do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông bắc kết hợp với vùng hội tụ gió, mưa dông rải rác sẽ bắt đầu gia tăng ảnh hưởng cho đến những ngày của tuần tới. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn, sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Về đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Lui xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng phía nam có nơi trên 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, riêng phía nam cấp 3, cấp 4, với nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 20 đến 23 độ, phía nam có nơi trên 23 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 28 đến 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng miền đông có nơi trên 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Ở vùng biển phía tây khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh,